Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất xây dựng một loạt các công trình thể thao trị giá hàng nghìn tỷ đồng trong những năm tới. Trong khi chờ đợi tìm kiếm nhà đầu tư cho các công trình trên, thành phố vẫn phải duy trì cải tạo các công trình thể thao hiện tại vốn đã quá tải và xuống cấp để phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu cho các vận động viên. Một trong những công trình sẽ được nâng cấp trong thời gian tới đây là sân vận động Thống Nhất, với mục tiêu chính là phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 vào năm 2026. Trong đó, hạng mục được cải tạo chính là khán đài B của sân, dự kiến sẽ được làm mới lại toàn bộ để nâng sức chứa của sân Thống Nhất thêm khoảng 4.500 chỗ ngồi. Sức chứa của sân Thống Nhất đang là 14.400 chỗ ngồi đã lắp đặt ghế đơn. Sau nâng cấp, sân vận động này sẽ có sức chứa khoảng 19.000 khán giả. Hiện tại, khán đài B của sân Thống Nhất đã dừng hoạt động để chờ ngày cải tạo.